Trong nhịp sống ồn ào và náo nhiệt với những khó khăn và biến đổi không ngừng, các hoạt động thể thao phong trào luôn là cầu nối để mọi người có thể giao lưu, chia sẻ và cùng nhau phát triển. Với ý nghĩa đó, mới đây thì giải bóng đá Thanh Chương Open đã được tổ chức nhằm kết nối những người con Thanh Chương, Nghệ An đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn Hà Nội. Nếu để đánh giá, giải bóng đá Thanh Chương Open hoàn toàn không có gì nổi bật trong hệ thống giải bóng đá phong trào Hà Nội. Thế nhưng đối với những người con Thanh Chương tỉnh Nghệ An sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô, thì đây chính là sợi dây để gắn kết nghĩa tình những người con xa xứ. Tham dự tại buổi khai mạc giải năm nay có sự góp mặt của ông Trình Văn Nhã, Phó Chủ tịch huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Trung Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát, cùng nhiều khách mời, các nhà tài trợ, các đội bóng mà nòng cốt đều là những người con quê hương Thanh Chương. Với những người hiện nay đang công tác ở quê hương, chúng tôi rất tự hào về con em quê hương hiện đang công tác trên mọi miền Tổ quốc. Không chỉ riêng ở Hà Nội mà giải Thanh Chương bóng đá được tổ chức hàng năm ở Huế, ở Đà Nẵng, ở thành phố Vinh, ở thành phố Hồ Chí Minh, rất là nhiều địa bàn trên cả nước tổ chức. Đó tạo một cái sân chơi kết nối những người con Thanh Chương xa quê và đó tạo thành một cái nguồn lực để hướng về quê hương, để đóng góp trí tuệ cũng như vật lực để xây dựng quê hương Thanh Chương ngày càng giàu đẹp. Giải bóng đá Thanh Chương Open là giải đấu thường niên được tổ chức hàng năm. Giải được tổ chức nhằm mục đích tăng cường giao lưu kết nối giữa những người con quê hương Thanh Chương của tỉnh Nghệ An đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn Hà Nội. Sau những giờ làm việc, họ chọn bóng đá như một cầu nối mọi người lại với nhau, không phân biệt công việc, tuổi tác. Sân bóng trở thành nơi hội họp để họ có dịp gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau đi lên trong cuộc sống. Và mục tiêu của tất cả những thể thao là để con em sống lành mạnh và sức khỏe tốt để góp phần vào cái xây dựng quê hương. Qua đó thì tìm hiểu các cái cơ hội đối tác làm ăn cùng xây dựng cùng cho phát triển. Mỗi lần tham gia giải đấu như này thì tôi cảm giác rất là vui mừng và sung sướng, tại vì mình có dịp giao lưu và nói chuyện với con em Thanh Chương, nâng cao tinh thần đoàn kết và có mối quan hệ. Thì mình cũng cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho anh em là con những người con Thanh Chương là có dịp để giao lưu với nhau ạ. Bóng đá là vậy, bất kể hay dở, trình độ hơn kém cũng có thể ra sân thi đấu với nhau như những cầu thủ chính hiệu. Với Thanh Chương Open, đây sẽ là một giải đấu đầy tính nhân văn, nó chứa đựng thứ tình cảm vốn thiêng liêng mà ai cũng trân quý. Đúng như câu nói, sau bóng đá là nghĩa khí anh em, là tình cảm vợ chồng. Biết đâu một ngày nào đó trong tương lai không xa, giải bóng đá của những người con Thanh Chương xứ Nghệ sẽ là một giải đấu quan trọng của bóng đá phong trào.